Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Israel, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. Vậy Mô-xe truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an, đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Về mỗi chi phái Israel, các ngươi phải sai 1.000 lính ra trận. Vậy trong dân Israel, người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính, là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. Mô-xe sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-li-a-sa thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-xe và giết hết thảy nam đinh. Trong các người bị giết, chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an là Evi, Rekem, Su-rơ, Hu-rơ và Rê-ba, cũng lấy gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. Dân Israel bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, đốt hết những thành, nhà ở và hương thôn chúng nó, cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ và cho hội dân Israel đang đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô. Bây giờ Môi-se, Ê-li-a-sa thầy tế lễ và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. Môi-se nói cùng họ rằng: Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam, nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt phải dọn cho mình được sạch ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo sống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng cây. Ê-li-a-sa thầy tế lễ nói cùng những lính đi trận về mà rằng: Này là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: Vàng, bạc, đồng, sắt, thiết, chì, tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó. Nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được thì phải ngâm nó trong nước. Ngày thứ 7, các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch. Đoạn mới được vào trại quân. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi, Ê-li-a-sa, thầy tế lễ và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Israel, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi 50 mà để riêng ra một và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được,
là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được 32.000 người. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận là 337.500 con chiên cái, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675 con, 36.000 con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con, 3.500 con lừa đực và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con, 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người. Trong phân nửa này thuộc về dân Israel, Môi-se cứ mỗi 50 thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Những quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đến gần Môi-se mà rằng: những kẻ tôi tới ông đã dựng sổ chiến sĩ là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên. Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiền, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ bèn nhận lãnh vàng và hết thảy đồ trang sức làm công kỷ, hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là 16.750 siếc lơ. Và mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. Vậy, Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ nhận lãnh vàng của quan tướng 1.000 quân và 100 quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Chương 32. Vả, con cháu Ru-bên cùng con cháu Gác có bầy súc vật rất nhiều. Thấy xứ Gia-ê-se và xứ Ga-la-át là đất tiện hiệp nuôi bầy súc vật, bèn đến thưa cùng Môi-se, Ê-li-a-sa thầy tế lễ và các hội trưởng mà rằng: A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-se, Nim-ra, Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô và Bê-ôn. Xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Israel là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có bầy súc vật. Lại tiếp rằng: nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đan. Nhưng Môi-se đáp cùng con cháu Gác và con cháu Ru-bên rằng: anh em các ngươi há sẽ đi trận, còn các ngươi ở lại đây sao? Sao các ngươi xui dân Israel trở lòng, không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã cho? Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy, khi ở từ Ca-đê-ba-nê-a, ta sai họ đi do thám xứ. Vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ê-côn, thấy xứ, rồi xui dân Israel trở lòng, không khứng vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng: những người đi lên khỏi xứ Ai Cập từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, vì các người đó không theo ta cách trung thành, trừ ra Caleb con trai của Giê-phu-nê là người Kenit và Giô-suê con trai của Nun. Hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Israel. Ngài làm cho dân đó đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. Này, các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình là dòng dõi tội nhân, đặng gia thêm sức thạnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng Israel nữa. Vì nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để dân này ở trong đồng vắng, và các ngươi làm cho dân chết sạch hết vậy. Nhưng các người đó đến gần Môi-se mà rằng: tại đây, chúng ta sẽ dựng chuồng cho súc vật,
và thành cho con trẻ chúng tôi. Rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân Israel cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ. Còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố vì cớ dân bản xứ. Chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Israel chưa lãnh được sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Israel về bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên này sông Giô-đanh về phía đông. Môi-se đáp cùng các người rằng: Nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến khi nào đuổi quân nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài, và nếu chỉ trở về sau khi xứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Israel, các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất này sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn nếu không làm như vậy, này, các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Vậy hãy cất thành cho con trẻ mình, cùng dựng chuồng cho bầy súc vật và làm điều các ngươi đã nói. Con cháu Gác và con cháu Ruben bèn nói cùng Môi-se rằng: Các tôi tớ ông sẽ làm điều mà Chúa tôi phán dặn. Con trẻ, vợ, bầy chiên và hết thảy súc vật chúng tôi sẽ ở đây trong những thành xứ Gala-át. Còn hết thảy tôi tớ ông sẽ cầm binh khí đi ngang qua, sẵn ngừa mà chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va như Chúa tôi đã phán dặn. Vậy Môi-se về phần các người đó truyền lệnh cho Eleasa thầy tế lễ, cho Giô-suê con trai Nun và cho các quan trưởng của những chi phái dân Israel mà rằng: Nếu con cháu Gác và con cháu Ruben cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh với các ngươi đặng chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, và nếu xứ phục các ngươi, thì các ngươi phải ban cho họ xứ Gala-át làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm binh khí mà đi ngang qua với các ngươi, thì họ sẽ có sản nghiệp giữa các ngươi trong xứ Canaan. Con cháu Gác và con cháu Ruben thưa rằng: Chúng tôi sẽ làm điều chi mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng kẻ tôi tớ ông. Chúng tôi sẽ cầm binh khí đi qua trong xứ Canaan trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ lãnh sản nghiệp mình về phía bên này sông Giô-đanh. Ấy vậy, Môi-se ban cho con cháu Gác, con cháu Ruben và phân nửa chi phái Manasse là con trai của Giô-sép, nước của Si-hôn, vua dân Amorít, và nước của Óc, vua xứ Ba-san, tức là ban xứ với những thành nó và các thành địa hạt ở chung quanh. Con cháu Gác bèn xây cất Dibon, Atarot, Aroe, Akrot, Sophan, Ya-e-se, Yobeha, Bet Nimra và Bet Haran là những thành kiên cố, cũng dựng chuồng cho bầy súc vật nữa. Con cháu Ruben xây cất Hetbon, Ele-ale, Kiriataim, Nebo, Ba-an-me-on. Tên các thành này bị đổi và Shipma, rồi đặt tên cho các thành nào mình xây cất. Con cháu Maki là con trai Manasse đi vào chiếm xứ Gala-át và đuổi người Amorit ở trong đó ra. Vậy Môi-se ban xứ Gala-át cho Maki là con trai Manasse và người ở tại đó. Jair là con trai Manasse đi chiếm các thôn dân Amorit, đặt tên là thôn Jair. Nobat đi lấy thành Kenat với các thành địa hạt, đặt tên là Nobat theo chính danh mình. Chương 9. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất, và một đền tạm đã dựng lên. Phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm gia ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ. Nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.
Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng, hễ đền tạm thứ nhất đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh, một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Và nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhưng đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm với giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì khi có chúc thơ thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã. Chúc thơ chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ trối còn sống thì nó không có quyền gì. Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tía và ngành ngưu tất rải trên sách cùng trên cả dân chúng mà nói rằng, này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn, người cũng lấy huyết ấy rải đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Thi Thiên 37. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác, vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Một chút nữa, kẻ ác không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình và nghiến răng cùng người.
Chúa sẽ chê cười nó vì thấy ngày phạt nó hầu đến. Kẻ ác đã rút gươm và dương cung mình, đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, đặng giết người đi theo sự ngay thẳng. Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, và cung chúng nó sẽ bị gãy. Của người công bình tuy ít, còn hơn sự dư dật của nhiều người ác, vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa, họ không bị hổ thẹn, trong ngày đói kém họ được no nê. Còn kẻ ác sẽ hư mất, những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói. Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất, còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người. Dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Hãy tránh điều dữ và làm điều lành thì sẽ được ở đời đời, vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, và lưỡi người nói sự chánh trực. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề siêu tó. Kẻ ác rình rập người công bình và tìm giết người. Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất. Khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều ấy. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Song có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước, còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại. Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi, nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ đầy dẫy trên con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.